Mời các bạn đến với khu du lịch Tam Chúc, Hà Lan. Đây là một trong những khu du lịch quốc gia ở Việt Nam. Rất là rộng, toàn bộ khu vực này là rộng 5.100 hecta. Đấy. Bao quanh là rất nhiều các quần thể. Đây là ở thị trấn Ba Sao, xã Khả Quang, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Lan. Chủ đầu tư là doanh nghiệp Xuân Trường ở Linh Bình. Chi phí là 11.000 tỷ. Đấy, đầu tư cho khu này mất 11.000 tỷ. Đây, nó gồm có 6 khu chức năng đón tiếp khách này, khu tâm linh, khu Tam Chúc này, khu bảo tồn tự nhiên Hồ Tam Chúc, có khu nghỉ dưỡng, khu du lịch cộng đồng, sân gôn và trung tâm hậu cần phục vụ các du khách nữa. Khu Tam Chúc này nó là cái khu du lịch liên kết phát triển vùng giữa chùa Hương này, Tam Chúc này, chùa Bái Đính này. Có một con đường dài khoảng 20 km thì chùa Hương đến chùa Tam Chúc. Chùa Tam Chúc cổ thì được xây từ thời nhà Đinh, gắn với truyền thuyết tiền lục nhạc hậu thất tinh. Theo đó, trên dãy núi có 99 ngọn ở phía Tây Nam, hướng về chùa Hương có 7 ngọn núi gần làng Tam Chúc. Theo tích xưa kể lại thì cả 7 ngọn núi này đều xuất hiện một đốm sáng lớn tựa như là 7 ngôi sao sáng suốt ngày đêm. Ánh sáng lung linh từ độ cao rọi xuống một vùng rộng lớn, dân làng gọi đó là núi Thất Tinh. Và ngôi chùa ở đây được gọi là chùa Thất Tinh. Sau đó có người đến núi Thất Tinh đục đẽo hòng lấy đi 7 ngôi sao đặc biệt đó. Họ chất củi thành đống lớn và đốt nhiều ngày khiến cho 4 ngôi sao bị mờ đi. Và cuối cùng chỉ còn lại 3 ngôi sao. Vì thế là chùa Thất Tinh sau này được đổi thành chùa Ba Sao. Nó ở đúng thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Lan. Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, thì Quốc sư Nguyễn Minh Không, thời Lý, năm 1066, 1141 đi men theo núi từ Linh Bình đến Mỹ Đức, Hà Nội tìm cây thuốc cứu dân độ thế. Ngài đã đi đến và thấy cái hang động rất là đẹp thì xây chùa Bái Đính, chùa Phật. Ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng doanh nghiệp Xuân Trường đã xây dựng cái tuyến du lịch tâm linh con đường Phật giáo dài hơn 100 km, kết nối cả ba cái quần thể danh nam thắng cảnh chùa Hương, chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính. Theo đường hành hương của Quốc sư Nguyễn Minh Không, thời Lý, những ngày đầu xuân này thì lượng du khách đổ về chùa Tam Chúc rất là đông, khoảng 50.000 đến 70.000 người một ngày. 25 vừa rồi Covid thì lượng khách nó ít hơn. Đây vé này, vé vào chùa Tam Chúc 2023 này. Vé thuyền sức chứa là 8 đến 10 khách, 200.000 một vé. Thì khi đi là đi xe bít, khi về thì sẽ đi thuyền. Thuyền nhỏ này, thuyền này thuyền bé thôi. Thì Tết xong là rất là đông người nên là khai thác theo cách này. Nó vé du thuyền thì 40 người thì 270.000. Vé du thuyền trọn gói là 400.000. Thế còn combo thuyền cộng với xe điện là 240.000. Combo du thuyền với xe điện chùa Ba Sao là 290.000. Vé xe điện là khách xá và chùa Ba Sao 50.000. Combo du thuyền mà ăn buffet thì là 420.000. Còn combo du thuyền buffet xe điện chùa Ba Sao thì 450.000. Riêng vé buffet là 200.000. Đi tour Tam Chúc về đêm thì hết 250.000. Miễn phí xe điện du thuyền đối với trẻ em cao dưới 1 mét. Trẻ em từ 1 mét đến 1,3 mét thì tính bằng 50% giá của người lớn. Đây là cái con đường dẫn ra khu xe bíp.
đầu lễ hội đông thì phân chia ra, khách đến thì để xe ở bến xe rất là dọ dài, cách khu đón tiếp chính này khoảng độ 1 km. Xong vào nhà chờ, khách đi du thuyền thì vào nhà chờ, khách đi xe buýt thì đi sang phía bên tay tay trái và đi xe buýt. Toàn xe 29 chỗ thôi, đón từng đoàn một đi. Đi vùng quanh hồ nó khoảng 6 km thì sang đến chùa. Nên nó có xe buýt này, xe điện này, du thuyền này và thuyền nhỏ. Có rất các phương tiện rất là nhiều để đưa đón các đoàn. Đây đoàn của mình đến đây là rất là sớm này. Đến đây mới có hơn 7 giờ. Bây giờ đi vào đến đây là khoảng gần 8 giờ. Thế mà đã đông như thế này rồi. Tầm 9 giờ thì sẽ chen chúc nhau luôn. 9 giờ thì sẽ chen chúc nhau luôn. Nên là đi sớm hơn một chút để đi được nhiều chỗ. Hoa đi đâu người theo đấy. Xe hoa này. Đây là xe này đó. Đông ghê nhỉ. À giờ đi xe buýt sao. Đấy mình đi xe này. Xe này này. Đây là bắt đầu đến cổng Tam Quan Lội, xây dựng hệ thống cọc hoàn nổi vững chắc, 3 tầng mái cong, xây theo lối kiến trúc chùa đặc trưng của Việt Nam, có kết cấu khung cột bằng bê tông giả gỗ, chiều cao là 28,8 m, 3 sàn, sàn 1 của nó là 1958 m², sàn 2 là 1200 m², sàn 3 của nó 400 m², rất là cao. Hai bên cổng Tam Quan là hai con đường lớn để đi bộ lên chính điện của chùa. Trên là có điện Quan Âm này, xong đến điện Pháp Chủ này, xong đến điện Tam Thế này, và lên đỉnh là chùa Ngọc. Đấy, xe bíp, xe điện. Mình đến đây lần này lần thứ 3, nhưng lần trước đến thì là đang xây dựng, tất cả đều phải đi xe điện vào hết. Lần này thì vé đa dạng hơn, số lượng khách đến rất là đông. Những ngày gần Tết này đến hàng vạn người. Đấy, các bạn quan sát cái cổng Tam Quan mang một ý niệm là ba cái nhìn của Phật, Phật giáo, gồm có hữu quan, không quan và trung quan, thể hiện cái sắc giả, tức là cái không vô thường, và cái trung dung của cả hai luôn. Đây là Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, hay còn gọi là tượng Phật lòng, là khi người cao nhân đắc đạo thành bậc giác ngộ, chánh đẳng chánh, là người có thể bỏ lại thân xác nơi trần tục mà hồn đã đi vào cõi thiên Niết Bàn hữu dư, là vẫn còn thân xác tại trần thế,
còn khi từ bỏ vào thân xác thì gọi là nhập niết bàn vô dư. Đây, trước mắt các bạn này là vườn cột kinh, là theo cái mong ước xưa của khi vua Lê Đại Hành dựng cái hàng cột kinh để cầu cho quốc thái dân an, cuộc sống ấm no. Mỗi cột là cao là 13,5 mét, nặng 200 tấn. Cột nào cũng phải làm móng sâu dưới lòng đất bằng 30 mét, làm bằng đá xanh nguyên khối. Đây là đá lấy từ Thanh Hóa ra hết. Chân cột thì dưới đế làm thành những cái đài sen. Đài sen rất là đẹp, chạm khắc công phu tỉ mỉ. Xung quanh thì trồng hoa, để đúng mùa hoa hồng thì rất là đẹp. Nào chụp cho kiểu nào. Nào xếp hàng vào. Nào 2-3 nào, 2-3 nào. Đấy, được rồi. 200 cái rồi. Hoa đẹp chưa? Hương Tết quận trí lành chúc trăm họ an vui. Hoa hồng đẹp thật, hoa toàn hoa cỏ to đùng. Coi cái hoa hồng. Đấy. Bây giờ đi lên điện đầu tiên, điện Quan Âm. Xây dựng theo cái kết cấu cột dầm xà, mái cong bằng bê tông cốt thép giả gỗ, chiều cao là 30,5 mét, diện tích sàn là 3.000 m², diện tích tầng hầm là 1.800 m². Điện Quan Âm Tam Trúc là thờ có một pho tượng thôi, tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đồng nguyên khối. Pho tượng nặng 100 tấn do nghệ nhân Việt Nam chế tác. Xung quanh nó là 8.500 bức tranh nói về các câu chuyện liên quan đến Đức Phật, Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá ở núi lửa Indonesia. Thợ Hồi giáo Indonesia tạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhìn ra vườn vườn cột kinh ấy, vườn cột kinh cổng Tam Quan. Bây giờ vào chùa Quan Âm, điện Quan Âm, điện Quan Âm thờ Phật nghìn tay nghìn mắt, một trong những kho tàng phong phú với những tích truyện về lòng từ bi nhân hậu của Đức Phật, thể hiện qua các lần ứng thân trải qua vô số kiếp luân hồi. Để... khu tâm linh, khu trải nghiệm. Khá là lạ mắt. Pho tượng đá.
Đây, điểm nhấn của điện Quan Âm là bốn bức tranh đá khổng lồ bao phủ toàn bộ diện tích bức tường, nói về các tích Quan Thế Âm Bồ Tát rất gần gũi với người dân Việt Nam. Đây là bốn bức tranh đặc biệt trên nền phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Tràng An Tam Trúc. Trung tâm của bức tượng khắc nổi bật là hình Quan Âm. Gạch lung, cắt lát lung. Ba nghìn mắt nghìn tay. Đây là tượng kỷ niệm 7. Chùa Thiên Ngữ. Đây cái này nhưng mà sao liệu có 999 bàn tay không? Có 964 tay nhà lớn và trong mỗi một tay mỗi một tay là có một con mắt. Đây này, đây mới là tượng chuẩn này, tượng A Di Đà này, Bút Tháp thế kỷ 17 này. 965 cánh tay nhỏ, 36 cánh tay lớn, 11 cái đầu. Đấy. Cao 29. Cả bục tượng thế kỷ 17. Mỗi tài liệu thì nó lại ghi một cái khác nhau, có những tài liệu thì nó ghi là cao 2m35. 42 cánh tay lớn và 789 cánh tay nhỏ, 11 cái đầu. Cùng một cột thời lý. Nhìn thấy có cái ông cụ mặc cái này là chụp ảnh thật đấy, chơi có ông cụ ở đây, ông cụ gánh gồng ở đây. Thế mà bây giờ xung quanh này là nhà hết rồi. Ngày xưa đất này bây giờ là nhà hết. Nhà hết.
trọng đây. Tam Đam đã về rồi. Phật. Phước Hoành Phi khổ cứu bi từ. Bây giờ tiếp lên điện thứ hai, đó là điện Pháp Chủ. Đây là có bức pho tượng Thích Ca bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, nặng 200 tấn. Bảo điện được thiết kế 2 tầng mái cong, cao 31 mét, mặt sàn rộng 3.000 mét vuông. Khi bước chân vào điện Pháp Chủ thì sẽ thấy một pho tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối và 10.000 bức tranh tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật do thợ Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá của núi lửa Indonesia. Đây là tập hợp các bức phù điêu kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi Ngài đản sinh, thành đạo, thuyết pháp và cho đến khi nhập Niết Bàn. Điểm nhấn đặc biệt trong điện Pháp Chủ là 4 bức phù điêu khổng lồ bao trùm toàn bộ 4 bức tường. Mỗi bức phù điêu là nói về một giai đoạn, một bước ngoặt trong cuộc đời của Đức Phật. Phật sinh này, xong Phật thành đạo này, Phật đi thuyết pháp này, và cuối cùng là Phật Niết Bàn. Ba đèn lớn. Ba chùa lớn. Đây là những cái chòi này. Bây giờ hai bên cảnh làm rất là đẹp. Ngày trước lên đây là chưa có những cái của hai bên. Sân rất rộng. Mặt trời mới lên được một chút thôi. Đây là cũng là vào một buổi sáng sớm. 8 giờ. Du khách đã đông như thế này rồi. Đây là những du khách ở gần đến. Đứng trên này cũng đã quan sát được hết.
quan sát xuống dưới điện quan âm. Đấy, cảnh phía đẹp. Trước này, tam quan này, khu vườn tháp này, điện quan âm này, xong đến là khu vườn tháp, xong đến tam quan, thuyền xa xa này. các đảo có 6 đảo như là Hạ Long luôn. Đấy, tàu thuyền này, một bên là du thuyền, còn một bên là những cái thuyền nhỏ thì chở 8-10 người, du thuyền thì có thể chở 30 người, hai tầng 60 người, rất là rộng. 5.100 hecta. Đấy, bây giờ đi vào điện pháp chủ, thờ tượng Thích Ca Mâu Ni. Như nhau hết, cách bố trí như nhau hết. Thế Phật ngồi. Ừ.
này nó giới thiệu các bức tranh này này, cô này. Đây, các bức tranh trèo trên tường. Bố trí ba chùa như nhau. Nằm giữa điện Quán Âm và điện Tam Thế. Hai tầng mái cong, xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của chùa. Đấu cột, dầm xà, mái cong bằng bê tông cốt thép, cao 31 mét. Diện tích sàn 3.000 m2. Đồng nguyên khối tặng lọng 150 tấn. Các em hỏi rốt cái này bác mua bao nhiêu? Cái này mua 10 triệu. Cái này của hãng gì? Cái này của thằng Smoot. Cho em chụp cái mẫu thôi. Hàng này nó mới ra. Sắp lắm cho anh. Dung lượng của nó pin được bao lâu anh? Cái này của nó được 25 tiếng. À. Quay cả ngày thoải mái. Đường dây lóng hay không? Chui đây bao giờ đang đi mua nước. Nhấn xe điện trung chuyển. Điện Tam Thế, điện Quan Âm. Bây giờ đi lên điện tiếp theo, đó là điện Tam Thế. Điện Tam Thế. Điện Tam Thế này thì làm ở độ cao 45 mét so với mực nước biển. 3 tầng mái cong, xây theo cái lối kiến trúc chùa đặc trưng của Việt Nam. Đây là một trong những cái tòa điện lớn nhất. Bước qua hàng cửa gỗ chạm tinh xảo, phía trước là ba kho tam giáo chủ đại diện cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Chưa đến thuộc về tương lai với vị lai. Xây dựng với kết cấu cột, dầm xà, mái cong, bê tông, giả gỗ. Chiều cao là 39 mét, diện tích sàn là 5.400 m2. Diện tích tầng hầm là 2.200 m2. Điện Tam Thế có thể giúp cho 5.000 Phật tử có thể hành lễ cùng một lúc. Rất là rộng. Cuối cùng, trên các bức tường của Điện Tam Thế là những cái bức phù điêu về cõi Niết Bàn, chốn Bồng Lai tiên cảnh, nơi ẩn chứa những vẻ đẹp chân thiện mỹ của con người hằng mong ước. Điện kia. Mỗi bức tường của điện Tam Thế mang một cái chủ điểm được sắp xếp rất khoa học. Bước vào cửa điện là đi một vòng từ trái qua phải theo kim đồng hồ. Thế là cũng kể về những câu chuyện dần dần được tái hiện. Những cái bánh xe Pháp Luân, bánh xe là đủ các cảnh giới theo triết lý của Phật giáo. Trung tâm là ngọn lửa Tam Muội. Nên là nhắc nhở con người hãy tránh xa những tham sân si.
Xung quanh là hình ảnh của 6 cõi luân hồi: cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi quỷ, cõi địa ngục. Tiếp đến là hình ảnh ở cõi liết bàn: mùa màng tốt tươi, con người vui vẻ đẹp đẽ. Những buổi nhạc hội ở thiên đường. Liết bàn đó là cõi của những vị phạm thiên đế thích, rất thanh tịnh và an lạc. Bức tranh thể hiện các vị ngoảnh mặt trước những cái cám dỗ của đời thường. Đấy, xa xa kia đó là chùa Ngọc. Chùa Ngọc cao 15 mét, xây dựng bằng các phiến đá đỏ granite, đá granite lấy từ Ấn Độ. Tháp có 3 tầng mái cong, diện tích là 36 mét vuông. Trong tháp thì đặt pho tượng bằng đá ngọc nặng 4,9 tấn. Chùa Ngọc, doanh nghiệp Xuân Trường dự định sẽ đặt ở đây 7 viên thiên thạch. Đấu giá xong mang về đây đặt ở đây. Bây giờ vào, mời các bạn vào điện Tam Thế. Đây là một trong những tòa điện lớn nhất. Chùa trên cùng, 1, 2, 3, 3 pho tượng. Ba pho tượng lớn. Ba pho tượng lớn. Cộng đồng thôi, tham quan đến đây thôi, thôi vòng về thôi, chân đau rồi là cũng không dám leo lên đến, không leo lên chùa Ngọc được, rồi chùa Ngọc còn trước leo lên rồi, lần này chỉ đến đây thôi, bây giờ ra trải nghiệm thuyền nhỏ. Thuyền béo ở cái mắt mũi.
giờ nó khai thác thêm cái thuyền nhỏ này nữa thì không, không kịp. Đấy là chỉ chở lượt đi thôi. Đi thuyền to thêm 90.000 nữa để lên đấy ăn ấy, buffet hoa quả. km đấy, đi đường bộ 6 km đấy, vòng quanh ấy. Đó là trước là toàn ruộng ấy, là đấy, như Hạ Long luôn. Mất độ 10 phút rồi. Ra đây dép nhỉ.
hết tiền. Đi xe ra đây chứ. Để em về cầm một chiếc vé trên tay và di chuyển vào trong nhà mình xem tập vé hộ nhau. Có người cầm một cái vé trên tay và di chuyển vào trong nhà mình xem tập vé. Bây giờ toàn người đến đây đã có người về đâu. Chưa có người về. Mấy người đi chưa người về. Hả? Cái gì cơ? 1 giờ mới vào, phải 1 giờ mới ra được. Đây ra đường này. Đây là những đoàn khách ra sớm nhất. Sáu quả chuông trời đưa xuống thế, bảy thì tinh tú sáng lung linh, đây chốn Bồng Lai nơi cửa Phật tu tâm giác ngộ vạn chúng sinh. Ngày 12 tháng Giêng, sáu quả chuông trời rơi xuống thế, bảy vì tinh tú sáng lung linh, đây chốn Bồng Lai nơi cửa Phật tu tâm giác ngộ vạn chúng sinh. Chỗ này là vé. Lấy cứ ăn đi, tôi đang đứng đây giờ còn đang phải mở cổng ra cổng vào này. Xe để bên kia. Tí nó không đi ra đây. Người đến bên tận kia rồi. Thế tốt nhất là ra xe. Điện xem mà nó ra xe chưa? Thế vào đây ăn cái gì đây?